Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với Cuộc Sống Ở Nhật cùng với gia đình Sushi. Hiện giờ mình đang có mặt ở Kyoto, cụ thể là phía trước chùa Toji. Phía sau lưng mình là cái tháp chùa Toji. Ở đây từ 6:30 là bắt đầu có đèn soi lên mấy cái cây lá đỏ này, rất là đẹp. 6:30 người ta mới mở đến 9:30. Bây giờ mình đang đi đồng vòng chờ đến 6:30 để mua vé vào cổng. Rồi xin mời mọi người cùng tham quan với mình ha. Tình hình là cái chùa này họ bán vé vào tham quan chỗ thắp đèn từ 6:30 tối cho đến 9:30 tối. Bây giờ mình tới hơi sớm nên họ chưa có mở cửa, họ chưa đang đóng cửa này. Họ chưa mở cửa, chưa cho vô nên đang phải đứng chờ. Chỗ này là không giống như mấy cái chùa khác là mở từ sáng đến tối, nên mà nó lại mở riêng ra. Buổi sáng này thì mở toàn bộ tham quan trong ngày, họ mời mọi người ra hết, trong tối mới bán vé vào cái khu vực thắp đèn riêng. Cho nên bây giờ họ vẫn chưa cho vô. Khách tham quan ban ngày thì họ mời ra hết rồi. Bây giờ phải đứng phía ngoài để chờ đến 6:30 người ta mới mở cổng phía sau lưng mình. Lúc đó mới vô mua vé được các bạn ạ. Anh em nào mà muốn lên đây thêm ngắm đèn buổi tối thì nhớ đi canh giờ nha. Tới sớm cũng không có vô được đâu à. Đứng chờ giống mình luôn nè. May là mình tới sớm nên xếp hàng ở ngay cái chỗ đầu luôn này mọi người ạ. Trước mình là chỉ có hơn 10 người thôi. Nhưng phía sau lưng mình nè. Quá trời luôn. Rất là đông người đi coi đèn buổi tối ở đây. Bây giờ mình đã đi vào trong chùa rồi. Bây giờ chuẩn bị review cho mọi người xem đây.
Xin chào mọi người, bây giờ mình vừa về đến nhà xong. Nói chung ở chùa Tô Di này thì đi cũng cũng được, cũng đẹp, nhưng mà hơi nhỏ các bạn ạ. Đi có chưa đến nửa tiếng là hết rồi. Nói chung nếu mà chụp hình kỹ thì hơn nửa tiếng. Còn nếu mà chụp hình vừa đi vừa chụp hình bình thường thì khoảng chừng 30 phút là hết cái chùa này. Thì nói chung là đẹp thì đẹp nhưng mà hơi nhỏ, khuôn viên của nó hơi nhỏ. Cho nên anh em nào mà có đi ấy, thì nên kết hợp đi chùa Tô Di này và đi thêm cái chùa khác nữa. Ví dụ như Kiyomizu Dera chẳng hạn. Hiện giờ tháng 11 là Kiyomizu Dera cũng đang mở điện. Nên kết hợp đi hai chùa. Chứ nếu mà chỉ đi một chùa này không ấy, thì đi loáng cái hết rồi, 30 phút là hết rồi. Vé thì người lớn 1.000 yên. Trẻ em thì 500 yên, trẻ em từ lớp cấp 2 trở xuống 500 yên. Nhưng mà nếu mà bé nào khoảng 3 4 tuổi trở xuống thì miễn phí hết. Chỉ có lớp 1 trở lên thì 500 yên. Lớp 1 trở lên đến hết lớp 9 là 500 yên. Còn trên lớp 9 là 1.000 yên. Còn mẫu giáo là hình như là miễn phí hết. Đó, một vài thông tin gửi đến các bạn như vậy. Rồi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.